Chào các bạn nhé, hôm nay mình đi bóc quế của mình nhỉ? Bố mẹ mình đi trước rồi, các anh em mình đi sau. Mệt, đeo đồ mệt. Hôm nay trời nắng to. Hôm nay 1 tháng 5 nhỉ? 30/4, 1 tháng 5. Đấy, ngày nghỉ, ngày lễ đấy các bạn. Có được nghỉ gì đâu. Cây này nhãn ghép ấy. Là quả rồi đấy. Tận tít trên kia. Mệt. Gần đến rồi các bạn. Quế nhà mình bóc tỉa. Dọc cây bé tí thôi, bóc tỉa cho nó thưa ra này. Có cây to như này mà có cây nó còn bé tí, ngón tay ngón chân. Bóc tỉa mấy cây to to thì nó lớn này. Cây này bé tí. Mấy cây kia to đùng. Quế trồng được gần chục năm rồi. Nhìn hai cây này. Bé. Không đủ ánh sáng, bị còi. Mệt. Đổ đâu? Dính cái cây rồi. Riêng là để cho to, nó cài lên giá này. Bóc đi. Thì sang đó lộ có thể có bốn nhớt mới hiểu thật đã. Đất chuồn. Ghép với cả thùng ghép.
ra đi uống được hả? Mình cái chỗ ông thấy không, anh chưa nhận được, anh không thấy không, 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 anh không
Cái này dày phết đấy. Nghe bào rồi đây nhỉ? Gốc nó mang về bào. Ngọn thì phơi khô, phơi đen. Phơi đen. Gốc không ra mấy nhỉ? Gốc thì ra này. Ra mày. Mỏi hết cả tay. Gốc nó chảy, phải không ra mày. Đập luôn đấy. Đập làm vụn luôn. Đập. Cái này khó xử lý đi. Không quay gì nữa, nó gấp rồi. Mệt. Ghét thật bóc cái cây này. Hết. Cây nào nó ra thì bóc sướng nhỉ. Xoẹt xoẹt.
Cây này ngọn ra, gốc không ra. Thôi xem nào. Nát hết rồi. Ai còn nát rồi. Bóc đi. Mở màn cái này. Thử xem nào. Đấy, nhìn cái này là già nhỉ. Ô, cái này già đấy. Nhưng mà mỏng quá. Cái này bóc mượt đấy. Nhưng mà mỏng dính à. Kiểu không già. Cái ống góc lúc nào nó kiểu thế. Luôn á. Nó luôn nha ta. Hả? Cái luôn không. Không luôn rồi. Ôi. Dễ vỡ quá. Giòn. Yeah.
bóc nhanh đi. Nhanh đi. Ôi dạ. Mệt rồi. Nên bóc cái này. Liên tục. Bóc từ ngọn xuống. Lại chơi từ ngọn xuống. Chai nhớt. Chai nhớt này. Coca gì mà đặc thế? Nước Coca đấy. Cái sạch thẳng lắm. Mát lạnh. Tuyệt vời. Rồi mát lạnh rồi. Vừa tan được có một tí nhỉ. Đó, đó trong thùng. À, phải lắc lắc mình đỡ bọt. Mời các bạn. Uống không? Không uống nào. Cây này không già bóc này.
Đây này nó khó ra, nó bóc như này nó đỡ vụn. Nát. Bóc này dễ hơn đấy nhỉ. Đấy. Nó lâu. Kiểu về mình bào hết này đi này xong. Bào. Hôm mấy hôm trước bào rồi được ba bó này. Phơi luôn. Không cần sạch đâu. Ui bé quá. Lạch một bên. Thấy vân rách. Cái này nó giòn quá. Quay rồi. Cây cuối rồi. Cây cuối cùng. Tí vác vào nhà cũng mệt. Đấy, đã xong. Ôi, xong rồi các bạn. Giờ ôm là cái kia. Vác. Bó vào, vác xuống. Lè lưỡi. Mệt cũng tả luôn. Cầm này đi. À, ôm đi. Này được tầm mấy cân? 3 cân. Cái này bà. Bào đi. Không bán mới được giá cao. Nhưng mà nó lại hao quá. Rồi, chuẩn bị đi về đi. Chuẩn bị xuống kia ôm vào nốt xong rồi. Bó vào vác xuống. Ai.
ba bó. Cột nổi mà thằng. Mình về tới lán rồi các bạn. Mệt quá. Mệt quá. Đi nhanh đi. Sao có hai cái bẫy đâu ra đây? Bẫy bắt đây kia. Này bẫy chuột. Mệt quá. Mẹ. Con bó chưa xuống. Giờ không xe chắc lát chưa xong mình vào chợ để bảo. Rồi, chắc mình dừng video tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Mệt.